Cái này ví dụ mà mua nhiều có giảm gì không Tân? Có chứ, nhập có dòng mới đi. Là mấy anh coi dòng mới nè. Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình đến nhà em Tân để cập nhật lại cái tình hình cá cảnh của em cho các bạn xem nha. Giờ Tân sẽ đi giới thiệu cho mình. Tân đi giới thiệu đi Tân. Hôm nay là nhà Tân hả, cá mô ly về đầy nhà luôn các bạn, đủ loại luôn các bạn có thể tùy chọn. Nè Tân, này cá con của gì vậy Tân? Cái bụng của bà Lê. Là ti âm đúng không? Dạ. Cái này là đuôi song kiếm đúng không? Dạ. Lén là giờ ta kêu lén rồi, kiếm. Nhiều khi lâu quá không quay quên. Không biết nói gì hết. Không biết nói gì đúng không? Cái này là gon nè. Dạ. Cái này là gon nè, hình như có chọn lọc phải không? Cái gon này nó ít hơn hay sao? Đó là tiếng gì á? Con gon số 4. Không phải là con phải là con. À, cái này cũng là gon nè. Mà hai loại khác nhau nữa bạn. Này là em cho ăn gì thường ngày ta? Tôm chỉ không anh? Cái size rất là to luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn ở đây các bạn thấy thì các bạn mới đánh giá được cái con cá cái size rất là to. Từ từ để quay dưới đây trước. Đây là latium nha các bạn. Gọi là đuôi én đúng không? Không có đuôi đòn, chỉ có đuôi én. Nước này nó hơi đục nha Tân, nó thiếu vi sinh nè. Phải không? Cái bụng này. Cái cá nào mà em cảm thấy báo giá được thì em cứ báo giá. Ví dụ như cái bụng 10.000 15.000 con. 10.000 15.000 con, cái này cũng vậy luôn hả? Đã vậy. Anh mấy con cá bột 15.000 nè. Cá bột và ngựa vằn phải không? Không, ngựa vằn nè, ngựa vằn ổng bán có 15.000 hả? À? Á rẻ gì không mua là ngồi người ta xem video người ta hốt hết gán chịu nha. Ngựa vằn lúc mới ra mắt lắm. 15.000 con hả? Ừ. Anh nuôi lớn lên nó sinh sản luôn cũng vui. Là cái này là đuôi tròn hay là đuôi én luôn? Đuôi én luôn hết rồi. Đó, đây là đuôi én, đây là đuôi én này. Còn mấy con này là lớn rồi đúng không? Là size này bao nhiêu tiền con? Size lớn chắc mắt có mắt xanh là size này chắc 50-70 ngàn con gì vậy? Anh 50-70 ngàn nè, nó lên mắt xanh rồi nè. Đuôi tròn. Nó bự ra con nó đẻ sinh sản được hả? Chưa. Không, cái này là size tơ chưa ép. Nè anh thấy không, nó đẻ ra một bầy nó sẽ có cái con đuôi ha, đuôi én vậy nè, với lại đuôi đuôi tròn. Anh thấy không, có nhiều người thích đuôi tròn. À, đuôi én này giống cái con én. Thì cái con đuôi én này nè, nó sẽ đẻ ra được cái con đuôi tròn với con đuôi én, nhưng mà con đuôi tròn thì khó đẻ ra được con đuôi én lắm anh cũng. Đuôi én là đẹp. Đúng rồi. Có giá trị cao hơn. Nhưng mà anh phải lựa nha, có mấy con nó ngắn người, có mấy con dài mình nữa nha. Càng ngắn mà càng có giá trị. Càng ngắn là càng đẹp. Đó, mấy con gòn này là đúng đẹp luôn. Chết nhiều quá. Đã nuôi số lượng lớn mà thấy hả? Chỗ bảo luôn rồi nè, nó sắp đẻ luôn. Con nói rồi. Rồi, nè. Quay luôn của nó đi. Nè, thấy không anh? Hôm bữa anh 2 triệu rồi. Hôm bữa anh coi mấy con này nó rẻ tiền. Hôm bữa mấy con này rẻ tiền, cái đuôi của nó không có đẹp đúng không? Anh nhìn mấy cái đuôi. Bây giờ hết giá trị nhiều rồi. Bây giờ mấy con này giảm giá. Mắt xanh luôn à, mắt đen rồi nè. Mắt đen. Đó, cái này là gòn. Ủa lúc hảo lúc em cho em cặp cặp này đúng không? Ừ. Còn chết không? Còn sống không? Thì không có cách nuôi gì chết. Nhà em nuôi đó là không, cái nuôi mấy con này nè, em thấy là anh cho ăn đầy đủ vô, ăn bo bo, ăn đầy đủ vô rồi nhé. Mình nuôi là mình bắt về là mình phải bỏ nước, phải nói chung là cho nó hết cái cà lo mình mới nuôi được. Cái nước á, anh để cho nó trong lên rồi anh cứ mới thả cá, hiểu không? Nhiều khi cái nước mỏi vô nó hơi đục á, anh để cho nó lắng nó trong xuống rồi anh thả vô. Chứ nó tiếng á, mấy tiếng nó mới hết cà lo được. Nó cũng dễ lắm, nói chung. Chứ mình không có tưởng mình mua gì mình thả vô. Phải không, phải lên như này anh. Từ từ anh quay hết hồn cái. Cái nước anh để cho nó hủ luôn. Còn gọi này em báo giá được không? Báo giá thì lên tiếp luôn. Cái đó nó có mỏi vô. Nhà anh chơi cái gì không? Cái cây giống này nè, nó cái sành màu dưới. Cái bỏ miếng cây. Rồi quay quay đây. Ủa, kỳ này em hết bảy màu hả? Cà phê ly hồ. Đẹp quá. Cái này em nuôi chung bầy con chung
em để nó khác giống rồi nó lay rồi sao nó không không sao xay lên nó chưa đẹp được. Mấy con nhỏ đây nó nhỏ lắm chưa à, nó chưa giao phối được phải không? Mấy con bên nó đẹp nên tắt ra được phút riêng à, hiểu rồi. Tại sợ em để khác giống nó giao phối là hư. Mới cho ăn sao tâm cái bán hả? Không, cái này em cho ăn rồi nó hơi rũ nha. Không như vậy, dòng quả nó cũng vậy á. Dòng quả ăn ra là nó hơi chậm chậm vậy. À, đang bán, nếu mà không báo giá thì khỏi báo giá. À, dòng quả cái gì vô. Ờ, inbox nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì cứ inbox. Coi như nhà Tân là bạn muốn chọn Molly nào cũng có hết nha các bạn nha. Bây giờ Tân hình như là có gần như đầy đủ hết các giống của Molly phải không? Không có, không có. Cái của em gần đầy đủ thôi. À, có mấy dòng, có 4 5 dòng gì à? 4 5 dòng mà cũng nhiều. Mà lên, dơ nhiều lắm. Bà la ti âm rất là nhiều luôn các bạn. Cái này các bạn nuôi thủy sinh đó nha, mà để dưới side view á, top view chứ các bạn nhìn nó như là mấy con cá chép sư tử đó. Các bạn thấy không, y chang mấy con cá chép sư tử con hồi xưa mà mình nuôi này, gọi cá chép sư tử đúng không? Cá chép sư tử là đuôi phê ly à, đuôi phê ly à, đuôi phê ly là đuôi phê ly. Nhưng mà cái dòng này sọt nhiều hơn ha. Đó, rất là nhiều luôn nha các bạn nha. Cái này ví dụ mà mua nhiều có giảm gì không Tân? Có chứ, nhập có dòng mới đi. Nè mấy anh coi dòng mới nè. Quá đẹp quá vậy. Quá, dòng mới của Molly nè các bạn. Quá, quá đẹp luôn. Do là nó ở trong cái lưới các bạn không có quay được nè. Đây là dòng mới nè. Ủa Tân không có là gì bán hả? Dòng sô cô la gì á. Giờ nó đóng giá chống nó dí rồi, bạn thấy ghê không? Để cái con đó. Nó chờ nó đóng giá. Có hai con chống nó dí đó. Nó chạy đóng giá, nó giá. Ôi đẻ kìa. Cái con à, nhiều quá, người ta đẻ người ta không thèm vớt luôn á. Nó ăn lại luôn. Cái kiểu như là mấy con này nó cũng lớn nên cũng lâu. Con này cũng mấy hai tuần tuần rồi đó. Kiểu như người ta nuôi nhiều quá, hiểu không? Để rớt người ta đâu có thèm vớt ở đâu nè, để rớt quá trời. Tân cá nhiều quá để rớt không thèm vớt cũng không? Nhiều quá nè, để rớt quá trời nè. Đây nó là rớt nó lớn luôn nè. U, mấy con này lọc quá nha, tệ tệ nó xíu à. Cá nhập bên Indo về không? Mấy con này quá đẹp. Tân em nhập về có con cặp hả? Em nhập 10 ngày em bán hết rồi. Vậy hả? Cá này dòng mới nè. Chép gì cha, Molly á, Molly dòng mới á, thấy cái màu đã không? Bán hết rồi, còn ai nhập đỡ cho tháng có lại. Ủa em bỏ dòng 7 màu luôn đó Tân. Cái con thì sai khủng lắm nha các bạn nha. Cái này báo giá được không? 400 ngàn một cặp hả? À sinh sản phải không? Về là ép được không á? Nè anh lấy cặp về đi bốn sị, về đẻ luôn á. Ép nó ra là một bầy cá con chơi. Là có tiền mới lận, bữa có tiền mới chờ mới lận. Giờ muốn cá con muốn cá con chơi đi, vậy cá con thì 15 ngàn con đó. Thì bạn nào thích chơi á, thì các bạn có thể liên hệ với Tân nha. Thấy mấy con này đã ghê không, mấy con ngựa bằng này. Hồi xưa nó mới về mắt hả Tân hả, hồi lúc anh đi quay mới có mấy tháng đi. Mấy tháng cái hồi em bán rất 40 ngàn, không có cá bán rồi. Không có cá bán. Không có cá bán luôn á, mấy con này vớt cả 40 ngàn nè. Đúng, anh xác nhận. Hồi đó anh mua cái con mà Latium á, mà cá con thôi nha. Là à, anh nhớ là 50 á. Rồi Tân lựa đi quay luôn nè. Lựa đi. Không, vậy cái video nó mới thú vị. Chứ về em... Nội. Mày lắm, anh muốn mua đi, muốn giấc gì giấc. Nội. Anh đâu biết rồi đâu. Vậy lại cái hồi giống vậy nè. Ờ, anh nhà anh chơi giống vậy đó. Anh quay ra đây quay vô. Rồi vớt đi, 15 ngàn anh muốn chọn. Không thì anh cứ bắt đi, anh thoải mái đi chợ.
vớt sao mới đẹp. Muốn vớt nào vớt. Thì anh thích cái dòng anh lộ mấy con ngắn ngắn, mấy con mà có bằng đi. Đuôi én á, ở bên đuôi én á. Ờ, chọi cho chọn đuôi én đuôi tròn hả? Đó, các bạn đang lựa cá nè. Khách này là khách tới lựa. Bán cứ là rẻ luôn các bạn, 15.000 con là chơi được nha. Và ai thích về mà nuôi sinh sản cỡ giống vậy là 4 sĩ. Nó đẻ một cái là một bầy, là một bầy ước tính là phải trên là 30-40 con. Mấy con này đẻ 30-40 con cân hơn cũng ha, mua đi nhiều lắm á. Nó đẻ là 80 con à. Đẹp quá. Ê Tân, về mấy con này ép dễ không Tân? Dễ mà ha. Dạ, dạ. Về à, em chắc nó dính không? Bao dính không? Nó đẻ đi. Chứ giúp em giúp đi à. Không, mà nhiều khi nó ôm trứng sao? Nó đẻ tới nơi đây. Đẻ luôn hả? Có nghĩa này em ép hết rồi đúng không? Nó đẻ hôm nay không biết chứ, bây giờ em giúp em. Không, mà cái này em ghép hết chưa? Đúng rồi, ghép hết rồi. Rồi, nói chung là mình biết là ghép hết rồi mà mình hỏi cho chắc thôi. Đó, giờ Tân bắt cá con ra nha các bạn. Giờ các bạn vô cái lựa mấy con mà bụng to to một xíu là mình về mình chơi được các bạn. Ví dụ mà đẻ ra được bầy, các bạn có một hồ các bạn chơi rồi, chỉ có 4 sĩ thôi. Còn không thì các bạn mua cá con lên thì nói chung là nó chưa có định hình cái form. Mình cũng nói thẳng luôn, đúng không Tân? Dạ, là nuôi cá con là các bạn sẽ chưa có định hình được cái form, tại vì cái form như vậy nó đã chuẩn rồi nè, lên sọt rồi nè. Còn ví dụ các bạn mua cá con về nhiều khi nó lên mình dài thì cái đó là Tân không có đảm bảo cho các bạn. Còn cái này 4 sị là nó đã chắc chắn các bạn là lên sọt hết rồi. Nhìn là thấy các bạn body rất là đã luôn. Body là chơi side view, top view đều đẹp. Nếu nào đâu qua có hoa cho mấy con cá, có mấy cái cục gà đặt cho gà, có như sân hô đó, còn không thì lấy ra cạch tổ ong bỏ xuống. Dạ, thằng đá hả? Không, mấy con này nuôi cũng dễ lắm, em nuôi. Nói chung ra nó quen nước rồi thì nó, nói chung là dễ sống, nó trâu hơn cách. Giống như cái tình, giống như cái tuổi thọ của cá bể màu á, nó cũng vài tháng thôi, nhưng mà mấy con này có thể nuôi được năm mấy hai năm rồi. Con này tuổi thọ sống hơn cá bể màu gấp mấy lần hả Tân ha? Sắp đâu lắm. Tại vì có nuôi mấy cặp qua biết mà sống lâu lắm. Mà Tân nó nuôi tốt ghê, có tay nuôi mập đã. Cá có một lần. Ngày có một lần rồi. Đó rồi hết rồi các bạn. Rồi nói chung ra thì mình cập nhật. Có trắng có vàng hả ta? Cập nhật cho các bạn xem vậy thôi. Bán phê ly, muốn bán con phê ly. Và các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Tân nha. Tân đọc lại cái địa chỉ của Tân với lại số điện thoại để mọi người. Cái tí 0746644 số điện thoại Tân, số Zalo quan trọng mà cái Zalo của Tân. Zalo 0374154470, chủ yếu muốn bán hồ về đây. Đọc từ từ. Chủ yếu là mình muốn bán cái bài về đây. Lên rồi Tân đọc lại số điện thoại Zalo cái nào cho mọi người ép vô mà Tân. Số Zalo Valley, số Zalo là 0374154470. Rồi các bạn nghe rồi ha, hồi mình sẽ hỗ trợ các bạn ghi số điện thoại của Tân. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. Tân bán chứ mình không có bán nha các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha các bạn. Đó, nãy giờ lựa cũng được kha cá cá rồi nè các bạn. Anh đủ luôn. Rồi em đóng cá cho anh rất là nhiều nha các bạn. Cá con 15.000 15.000 đẹp quá trời. Cái này là cái khác đó nha, rồi Tân nó đóng cá cho mình nữa.